Lê Thị Nhàn 51 tuổi. Cô đây là cô Lê Thị Nhàn 51 tuổi. À, có ba người con là bị thất lạc nay là mấy chục năm rồi. Thì quê của cô là ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Thuận. Hàm Tân. Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ba người con là một người con gái là tên Thủy. Người thứ hai là tên con trai là tên Đức. Rồi người Út là tên Huệ. Và người chị tên là Thanh. Một người chị gái ruột tên là Thanh. Và bà con ở khu vực mà Bình Thuận, ai mà có biết cô, có biết, có dự có nhận ra cô là người quen hay là người thân gì đó, thì hãy liên hệ đến mấy anh em để sớm đưa cô về. Thật sự cô xa quê hương là không nhớ chính xác là bao nhiêu năm nữa, là khoảng mười mấy hai mươi năm rồi. Dạ, mình chào quý vị nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại An Giang. Thì chúc mừng quý vị là một chú đây là có gọi điện nhờ mình đến đây. Thì có một bà cô thì ở đâu là ở miền ngoài á, là cũng lưu lạc vào đây cũng khá là lâu rồi, và mười mấy năm hả chú. Dạ, hiện tại bây giờ là không nhớ đường về nhà, không nhớ quê hương sao rồi bây giờ là cô mong muốn đi về quê hương hay là sao chú? Mong muốn rồi về nhà bả có con á, nhà bốn đứa rồi về cho con chị cháu chị bọn người kia vậy đó. Hiện tại giờ cô này đang sống với ai? Đang sống lang thang vậy đó. Dạ. Ai có gì cho bán lấy, như có cơm cho bán cơm, có này kia cho bán lấy. Tối ngủ đâu? Tối ngủ chỗ này chỗ kia nọ chứ. Dạ. Là chú giống như là cái người khu men cũng cho đồ ăn. Cho đồ ăn cơm nước thì kia có gì mình cho bán lấy. Dạ. Thôi bây giờ chú dẫn tụi con đi vô trong ha. Dạ. Dạ. Đi mình bây giờ đi thôi. Chú đây cũng giống như là cho cô đó ở nhà giải quyết một tình quan quay video để mà tìm người thân cho cô. Cổ còn nói chuyện bình thường không chú? Còn nói chuyện bình thường. Nó còn biết chưa hả? Mới vừa vô tới sớm là mấy cô sớm là kêu tìm người thân cho cổ rồi. Dạ, bà đó, ở đây thì cổ lắm. Dạ. Bà, cho bà người trước nữa, chưa. Dạ. Cũng giống như là thất lạc khá là lâu đó. 13 năm rồi. Chú có biết nguyên nhân sao mà đó mà đó như thế nào? Mình bố á, có nhỏ là dắt ở vô đây. À, cái cáp cho đậu nó. Dạ. Đỡ rồi sau này đậu nó qua đời chết thì cũng rồi. Cũng giống như là cô có gia đình có chồng ở đây. Mà chồng mất rồi. Chồng mất. Tại sao không ở nhà chồng? Chồng nhiều con cái người ta không có cho mình. Cũng như là con cái con riêng của chồng đó. Dạ. Bắt bỏ. Mời chú vô nhà. Dạ, dạ. Đây là nhà chú đó, hả? Dạ. Cô đang ngồi ăn cơm. Dạ con chào cô. Dạ chú hả? Dạ chú chào này chị Sáu. Cái này chạy tới bên. Thấy bà cắt khổ rồi. Còn mấy chú cường tắc 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 quạt bốn người Phượng ơi. Dạ con chào cô. Cô tên gì? Tên Lê Thanh Nhàn. Lê Thị Nhàn. Lê Thị Nhàn. Con nghe giọng như là con miền Trung đúng không? Cô quê ở đâu? Ở ngoài Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng. Rồi cô có thể cô chia sẻ là cô vào trong đây cô sống được bao lâu rồi? Sống đây lâu rồi. Cả 10 năm rồi. Dạ. Mà con hỏi cô nè, như là ông chú đang chia sẻ là cô không có nhà cửa thì cô phải sống lang thang hay là sao? Phải sống lang thang như vậy đó, không. Trời ơi, không có chỗ ngủ. Nó đang ba nó chạy cho nó đang nó. Cơm em thứ mới cho ăn đó. Như ai có gì cho ăn mấy. Chú vô đây, chú vô đây chứ chia sẻ như vậy. Giống như là hiện tại là đang ngồi ngay nhà chú. Dạ. Giống như là chú bới cơm cho ăn không? Ờ. Nó. Rồi tối ngủ đâu? Tối nhiều quá ngủ chỗ nào? Bình thường đi con, cố gắng bình thường đi không sao đâu. Ngủ lang thang, ngủ ngõ ba đó. Đúng rồi, có rồi ngủ ngõ ba. Cho mấy em vô đi. Cũng nghiệp lắm. Chồng chết rồi ở với chồng cái giờ chồng chết rồi khổ dữ dằn. Dạ. Có nghĩa là chồng cô gần đây không? Không, gần đây là nè. Chồng vô nhà, không tao đi nhà. Ủa sao vậy? Đó, à, giống như là hồi xưa là cô với chú đó, giống như là chấp nối với nhau ha. Ừ. Vậy là chồng cô mất bao lâu rồi? Lên bà Tư rồi, đấy năm tư rồi. Cũng 2-3 năm nay vậy. À, nhưng mà cô ra khỏi nhà từ khi nào? Thì ổng bắt ra trong vài tháng rồi bà đi ra luôn.
là tận cô đi ha. Chưa được vậy. Đâu có nó đủ đi. À, nói chung là cũng hơi khó xử ha. Giống như là cũng không phải mẹ ruột. Không phải mẹ ruột. Dạ. Rồi bây giờ là cái mong muốn của cô là như thế nào? Quê. Quê bây giờ cô nhớ cái địa chỉ không? Cô nhớ là Đà Nẵng. Rồi xã nào? Xã tỉnh xã nào? Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Xã gì? Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. À, cô đọc đúng không? Đợi mấy anh em xà thử coi. Đọc là đúng thiệt bỏ. Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Hàm Tân là có Bình Thuận mà. Bình Thuận phải không? À, Bình Thuận. Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Như là Hàm Tân là của Bình Thuận chứ không phải của Đà Nẵng. Đúng rồi, Hàm Tân Bình Thuận. Cô quay xéo xéo giùm con. À, rồi. Cô cứ ăn bình thường đi. Cô cứ ăn tự nhiên nè, tụi con đến giúp cho cô đầy lên. Dạ, cô đừng có ngại gì hết. Ăn đi. Quá tội luôn quý vị. Rồi bây giờ con mới đi. Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân em ơi, chứ không phải là của Đà Nẵng đâu. Hàm Tân Bình Thuận mình. Bình Thuận đúng không? Đó. Rồi cô nè, cô nói chính xác cho con họ tên của con. Tên tôi hả? Dạ. Lê Thị Nhàn. Lê Thị Nhàn, cô sinh năm bao nhiêu? Như tuổi rồi. Cô tuổi gì? Tôi có Thìn. Tôi Thìn là khoảng nhiêu ta? Thìn 51. Cô 51. 51. À, 51 tuổi. 51 tuổi. Cô nhớ được bao nhiêu người con không? Ba con tôi ba đứa, hai đứa gái đứa trai, hai gái một trai. Ừ. Rồi cô có thể nhớ tên từng người không? Mẹ tôi tên nhớ. Mẹ. Mẹ nhớ. Mẹ tức là bà ngoại của những người con cô. Ừ. À, còn ba là mẹ cô tên gì? Tên Lê Thị Cường. Lê Thị Cường. Ừ. Rồi ba người con nó cô không nhớ tên hả? Nhớ đó. Thị cô, Thị với Đức. Cô nói đi, cô nói cụ thể là người con đầu tiên tên gì, người thứ hai tên gì? Thủy với Đức. Thủy là Đức. Thủy với Đức. Thủy là thứ hai. Thủy là thứ hai đó. À, tới người Đức. Ừ. Người con thứ hai tên là Đức. Ừ. Còn người con thứ ba. Con dạ. Thứ ba con gái nữa. Đúng rồi. Uống nước lại ra. Uống nước đi. Tức là cô Nhàn đây có ba người con, người con đầu tiên tên là Thủy. Thủy với Huệ. Rồi tới Đức. Ai là Út? Tôi là Út. Không có. Gái con á. Con hỏi là con tôi hả? À. Ừ. Là con bé nhỏ mà bé Út á. Tên Huệ là Út đúng không? Tên Huệ. À, người con trai thứ hai là Đức. Đức là con trai thứ hai là Đức. Cô nhớ con cô bao nhiêu tuổi rồi? Lâu quá không nhớ. Lâu quá cũng không nhớ. Bây giờ con hỏi thiệt là hồi xưa làm sao mà tuốt ở ngoài Bình Thuận mà sao trôi dạt vô tới miền Tây dữ vậy? Tại tôi đi làm ở ngoài Trà Mới, con của bà Nga thì chị chồng tôi đó, cứ bỏ đây nói đem về đây cho cậu đó. Dạ. Đem về đây cho cậu nè. À, giống như là Mai. Là Mai đúng không? Tức là Mai, cái người đó là kêu là bằng cậu, tức là chồng sau của cô cho này. Con hỏi là chồng trước cô còn sống không? Hay là ly hôn? Còn sống mà không biết rồi, tôi không ra một quê, tôi không biết chết hay sống, tôi không biết nữa. Hồi xưa làm sao mà chia tay với ổng mà còn sống chung hay là chia tay rồi? Hồi đó tôi vô đây tôi đi làm. Là cấp đó là còn sống chung? Còn sống chung. Vô đây đi làm cái xong cái con nhỏ Thảo á, nó đem vô cho cậu nó, đến giờ. Là làm mai, gấp kèo. Ổng không vợ gác kèo luôn. Không, cái này cô nói đàng hoàng nha, con nhớ chính xác nha. Nhớ đàng hoàng rồi đó, gì xưa được rồi chứ. Tức là hồi xưa đó. Chứ không phải là nó giỡn nha. Ai nó giỡn đâu. Không, để từ từ. Nè, để con hỏi là. Kè nghe em nó nói. Tức là hồi xưa cô vẫn có gia đình, có chồng, ba đứa con bình thường. Rồi cô đi vô vào Nam cô làm. Là cô làm ở đâu? Cái lần đầu tiên mà cô vào Nam á là cô làm ở đâu? Tôi đâu có làm đâu đó, mới bà làm ở thành phố á, ở Sài Gòn hay gì? Tức là hồi xưa là cô về Sài Gòn đi làm cái gì? Ra tôi quay bà làm mà vô đây bà làm cái gì? Bà mới gặp bà Hảo, bà Hảo cái bà làm gà nồi đâu mà tôi đi vô đây bán số. Bán số. À, ở ngoài Bình Thuận không bán mà đi vô trong Nam bán đúng không? Rồi xong rồi mới gặp cái người kia, rồi mới làm mai cho ông cậu của người kia. Rồi chung sống mấy chục năm. Sống hai chục năm. Rồi ổ bố cô không nhớ chồng, không nhớ con hả mà? Nhớ chứ sao, nhớ mà không có tiền về. À. Vậy là cô lạc ở đây là bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm giờ còn đường nhớ đường về nhà không? Mười mấy năm mà. Hình như là cô như cũng lời nói cũng có khi đúng khi sai nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà
con nghĩ chắc có lẽ con cô mà xem được cái clip chắc chắn sẽ nhận ra. Mừng dữ lắm rồi. Và đặc biệt là ông chồng. Bởi vì bà đi, bà nói là bà đi vô đây mười mấy năm nay mà bà nói là cờ ở bà không có được liên lạc về quê, là bà nói là ở ngoài quê, bà là nói bà chết rồi. À. Bà không có giấy chứng minh rồi, phải có giấy chứng minh rồi. Mình đó mà đi là đồng mắt hay chứ. Đồng mắt ha. Bây giờ làm lại là cô phải về mình thử ngoại á. Về mình quay với. Nãy là cô nó có xã gì qua nè? Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Sơn Mỹ hay là Sơn Mỹ? Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Bà đưa cái tay cho bà, cái tay chị một chút. Đâu có tay, bà có trên tay cô có gì? Đây. Các con có nhìn được nè. Nhận diện nè. Nhận diện cô ha, thì tay cô là có một cái ngón là hơi khác những ngón khác ha. Đây nè, ví dụ như ai là người thân của cô thì sẽ xem cho kỹ ha. Đây là cô giơ lên cô. Đưa ngay lên cho ta quay tay cho cái lên. Chồng cô tên gì? Chồng ở ngoài Bình Thuận á. Trời ơi, anh nhớ tên luôn hả? Gán phải gán nhớ tên ổng mới được. Ổng xem được cái clip là ổng ấy đó. Nhớ tên ổng coi. Ổng giờ có vợ khác, giờ bỏng luôn hết rồi. Đừng ven. Chắc cô nghĩ thế này giống như hồi xưa cô mất tích là gia đình tưởng đâu cô mất luôn rồi. Nhưng mà cô không biết đường về. Không biết đường về. Biết đường ra xe quá 2 lần rồi. À biết đường về không có tiền hả? Thôi nghĩ giờ khả năng về khó lắm, tại vì về đường xá không có giống như hồi xưa đâu. Làm lại chơi. Nhưng mà thí dụ về tới xã thì xã có thể biết. Đúng rồi, về tới xã thì cha với tờ ra được. Giờ cô muốn về quê hay là sao? Nhưng mà phải xác minh chính xác là cô quê ở ngoài Bình Thuận mới được. Chứ đã đi tới ngoài rồi không có nữa rồi. Không có. Giờ chết có, tôi muốn về nhà trong gia đình sống. Giờ con hỏi thiệt nè, cô nhớ con cô không? Nhớ. Nhớ con nào cũng khóc không? Tối tôi nằm tôi ngủ khóc hoài. Đó. Con cô á, người con gái lớn của cô hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? Ví dụ bây giờ dám cố gắng nhớ tên dám nhớ thì dám nhớ nó khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Lâu. Nếu như còn sống bây giờ lâu. Từ lúc mà cô đi á lâu quá rồi nhớ cái nhớ đi không chỗ cái cậu mà xuống dưới đi vô đây nè, ngồi nhớ không? Con nhớ bao nhiêu tuổi không? Con đi cái Úc cậu cho bánh đi xuống. Cảm ơn cậu. Lúc cô đi là con gái Úc của cô mấy tuổi? 3 tuổi. Lúc cô đi thì nó 3 tuổi mà mấy tuổi chắc mười mấy tuổi rồi. Giờ chắc mười mấy tuổi rồi. 20. Chắc khoảng 20. Rồi con gái lớn của cô họ đi là cái người tên Thủy đó là bao nhiêu tuổi? Vô nhà đi. Vô nhà nữa quá tôi không nhớ hả? Con hỏi nè, ví dụ ở đây mình chung sống với ông chú là ông chồng sao đây nè, cuộc sống ở đây thấy hạnh phúc không? Cho đi xuống ông chết rồi còn được hạnh phúc. Hồi xưa đó, hồi xưa là ông thương cô. Hồi xưa thì ông còn sống thì ông thương con dữ lắm, mà có cái thì con ông chết rồi con ông mất khủng tôi. Thất khủng hả? Ở đây là mấy cô đây có biết không? Ở đây mấy cô là hồi xưa giờ sống đây cũng mười mấy năm, mấy cô đây cũng chứng kiến hay gì? Bà nói nghe, ổng còn sống ổng thương mấy cá gì á, cá chừa bả cá nhạt rồi kia không có, còn thịt đồ này kia ăn rồi chừa mà chừa rồi thì nó không có ăn hết trơn. Nói chung cũng hơi khó. Con riêng nó khó. Đúng rồi, con riêng khó lắm. Có vợ có con rồi. Vợ có con. Bởi vì bây giờ nó rồi ai trong này. Trong con riêng của cô, chồng cô đó là ai là người không cho cô vô nhà? Con gái hay trai? Trai á. À. Con rồi đó. Người ta nói sao? Người ta nói sao không cho cô vô? Người ta nói sao không cho vô nhà? Nó nói ba cho chết rồi mà đi chỗ khác ở, không có được ở đây. Trời ơi, dù sao cũng còn tình nghĩa đúng không? Giống được như với cô vô đây cô đâu có ai mà con thân thiết gì không đâu. Có ai đâu, chứ... đâu biết đâu. Giống như ví dụ như mà cũng hơi không song sống được đó, thì mình có thể mình dùng một cách nhẹ nhàng mình nói cũng được. Nói mẹ ơi, hay giờ mẹ kiếm chỗ nào sống đó thì tụi con cũng có gia đình ha. Nhưng mà người miền Tây mình thường sống tình cảm mà đâu vậy đó ta. Mình thấy người ta là lưu lạc người ta, mình còn cu mang nữa chứ. Như mấy chú ở đây, mấy cô ở đây này có ai quen biết gì đâu mà còn cu mang bả mà bới cơm cho bả ăn. Đứa nào gặp thì bả chưa ăn cơm thì bới cho bả ăn dĩa gì đó, tối, có gì cho ăn. Tối là đi tối ngủ đâu cô? Ngủ sàn nước á. Đi ngủ ngoài sàn nước á hả? Ừ. Trời ngủ ăn ba nhà người ta luôn hả? Ngủ sàn nước của ta. Ngủ ngoài sàn nước á, ngủ đâu ta đâu cho ngủ trước đâu. Tối mà phải ngủ ngoài sàn nước. Ấy
rồi mũi chích làm sao? Có mụn. Có mụn chết, có mụn chưa? Có mụn. Rồi vậy cô chứ đâu nấu nấu nướng gì được hả? Đâu có nấu gì đâu. Chứ bây giờ là chú cho ban ngủ nghe tắm rửa cho bà. Chứ bây giờ bà có sống qua ngày thôi. Sống vào. Đây này có ông này là đừng bọc nhiều nhất á. Còn tụi này thì lang thang, lâu lâu gặp đi cho ăn gì đó. Chứ còn ông chưa đưa về ngoài ngoài mà bà không kêu gì hả? Đưa bà về ngoài ngoài bà đi ra xe cứ bà đảo lại hoài ha. Sao vậy? Sao vậy? Chú này nó đưa đưa cô về sao cô đi về? Không không nhớ đường hay là sao cô nhớ nói đi. Nhớ bây giờ cô nói đi, cô đang khó khăn gặp cái vấn đề gì chứ không nhớ đường hay là sao mà tại sao chú đưa? Tại sao chú đưa mà cô không chịu về? Không có tiền. Không có tiền. À giống như ở đây là bà con cũng 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 giống như là gợi ý là đưa cô về Bình Thuận. Bây giờ đưa về Mỹ cũng có tiền đưa nữa. Đó. Mà có cái đưa mới lên trên xe bảo không chịu về. Tức là sao? Tức là mấy chú đưa ra bên bây giờ đưa xe mua xe nè. Rồi bà mình đi về rồi bả đi về, bả đi về bả đảo lại cho bả không chịu về. Nhưng mà mấy chú có đi chung không hay là sao? Đó đi chung mình đưa mình ra xe cho tới dưới đây ra cho mới không đưa xe ra thành phố nè. Ra xe miền Tây đúng không? Dạ. Rồi ra xe miền Tây thì bả mới bắt xe về chứ đâu đâu. Có nghĩa là chú không có theo cô này đi tới nhà. Rồi hiểu. Chứ như giờ mình mua xe cho bả đi ra về chứ chiều ra xe miền Tây đúng không? Chú này nói đúng đó. Tức là con hiểu vấn đề rồi. Giống như ông chú này đưa ra bến xe để bắt xe về ngay gần cái địa chỉ đó. Còn bà cô này bà sợ. Đi về tới Hải rồi không biết tìm được địa chỉ hay không. Đúng. Còn mà miễn anh mà quay lên đây, rồi mà quay lên đây là có thể trực chiến cho bà theo về với ra bến xe miền Tây nữa đúng không? Anh gửi lên xe miền Tây, anh nói tài xế là cho bà về tới Đà Nẵng hay gì đó. Quan trọng như thế này, không phải mình nói là giả tỷ là vậy mới được. Để nói chú nghe nè. Quan trọng xác minh cái lời cô nói là chính xác chỗ ở cô nói. Nhiều khi cô nói như chỗ đó nhưng mà chắc cô không sống vậy đó. Nếu như xác định đúng chính xác cô sống chỗ đó thì rất là dễ rồi. Mình có thể đến trực tiếp ngay địa phương đó là đúng rồi. Còn bả bây giờ là chưa biết bả ở chỗ nào. Bả có đâu biết là bả ở chỗ nào, bả ở chỗ nào, bây giờ nào, này, bây giờ nào, nào. Chỉ hy vọng đăng cái clip này lên những cái người thân của cô hoặc là những người hồi xưa từng biết cô người ta nói cái cô này là ở đây 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 nè đó rồi mình mới đưa gì được. Không, mình liên lạc ở ngoài, mình xác bên ở ngoài xong mình mới liên lạc được. Rồi xong rồi mình mới cái hướng đưa về, giả sử bây giờ đưa về ngay cái chỗ địa phương đó không phải cô không sống đó rồi nó lu nữa. Từ đây ra ngoài là 600-700 cây đâu phải gần đâu. Bình Thuận xa lắm đó, nên là bây giờ á đăng cái video lên để nhiều khi con của cô con nghĩ là chắc người con gái lớn có thể nhận ra. Mấy đứa hoặc con là cho, dễ hoặc biết. Là hồi xưa con mà hồi lặng nó vô đây bớm nha, bây giờ mập đó nó khác lại lặng con nó hồi phải xưa. Nó phải như bãi vàng gì ông dễ nhìn nè. Bây giờ cô ông chồng hồi xưa là tên gì cô không nhớ không, còn có nhớ anh chồng chị chồng hay là anh chị em của cô nhớ không? Bên dòng họ rồi đó chị của tôi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ thì nói trong thân nhân của bà đó. Để cho cô nói cho. Bên chồng bà. Thôi đừng có bên chồng, bên chồng. Tôi nhớ. Đây chị ruột tên gì? Nghĩ coi. Nghĩ nó. Có gì vậy? Nghĩ nó mơ. Ông thấy cô cũng hiền. Bà ở đây lâu đó, tôi đi bạn này tôi nắm chùm được hết nè. Dạ. Chứ bà đưa bà về nhiêu tiền mà không có đưa bà về mà con cái bà không có gì là được. Nếu như mà đưa về là phải đi tới nơi với cô thì bỏ một mình tội nghiệp bà. Nè nè, thằng này nè. Đăng ký tính đưa đi nè. Mà không, thằng này không con phải. Nó sợ lạ. Bây giờ con nói con nghe nè, mình phải xác minh đúng cái lời đúng của rồi, nó. Đúng rồi, đâu ở xã nào, quê nào. Xã nào rồi mình mới khi công an nhờ công an tra khẩu khẩu quá tra đúng rồi chỗ nào. Bây giờ con nói con nghe nè, bây giờ cô nói đi. Cô nói cô tên gì, rồi con của cô á là tên gì, ba cô có ba đứa con đó. Nếu như con thấy cô á, con hãy liên hệ với cô để đón mẹ về, mẹ rất nhớ các con. Có khi nào mà cô hàng đêm á, cô nằm ngủ mà cô nghĩ mà cô ở nơi một nơi đất khách xa, đất khách quê người mà cô nhớ con cô khóc không? Khó chứ, đêm nào cũng nhớ con khóc luôn. Đêm nào cũng nhớ con khóc hả? Có khi nào con cô nghĩ cô là đã không còn không? Chắc là tôi đi lâu quá nó không có biết rồi. Cô nghĩ giờ chồng con còn sống không? Tôi đi ổng còn sống mà không biết là tôi về không biết ổng rồi không biết là tôi đi đây đâu không biết ổng còn sống hay không tôi không biết thì tôi không có về quê. Dạ. Rồi giờ cô nói là họ tên của cô với lại cái địa chỉ của cô lại đi. Xã Sơn Mỹ huyện Hàm Tân. Xã Sơn Mỹ. Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Cô tên là Lê Thị Nhàn, 51 tuổi. Cô đây là cô Lê Thị Nhàn, 51 tuổi. À, có ba người con là bị thất lạc nay là mấy chục năm rồi. Thì quê của cô là ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Thuận,
Hàm Tân. Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ba người con là một người con gái là tên Thủy, người thứ hai là tên con trai là tên Đức, rồi người Út là tên Huệ và người chị tên là Thanh. Một người chị gái ruột tên là Thanh. Và bà con ở khu vực mà Bình Thuận, ai mà có biết cô, có biết, có dự có nhận ra cô là người quen hay là người thân gì đó thì hãy liên hệ đến mấy anh em để sớm đưa cô về. Thật sự cô xa quê hương là không nhớ chính xác là bao nhiêu năm, nó là khoảng mười mấy 20 năm rồi. Thì bây giờ hiện tại là cô đang sống nhờ sự đùm bọc từ những người bà con ở xóm đây cho ăn và cho chỗ ngủ đồ đó. Hiện tại đang ở nhà ông chú đây nè,